Hello, xin chào tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với tương lai của Lan trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối ngày 30 tháng 1 năm 2024. Và chúng ta lại gặp nhau trong phiên live sau nhiều ngày. Chúng ta lại được gặp lại. Vâng, và xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Rồi sau ngày làm việc ngày hôm nay, ngày thứ ba, chúng ta đã gặt hái được những kết quả gì và kế hoạch của chúng ta trong tuần đã đạt được bao nhiêu phần trăm, kế hoạch của chúng ta đạt trong ngày thứ ba, ai đã hoàn thành kế hoạch ngày thứ ba. Và ngày hôm nay thì đối với Lan và đồng đội của Lan là một ngày vô cùng tuyệt vời. Và chúng ta lại nghe những nốt nhạc truyền động lực. Vâng, và chúng ta sẽ được nghe những thông tin mới nhất về tập đoàn của chúng ta và những gì mà chúng ta kỳ vọng, chúng ta khát khao cũng đã gần đến lúc mà nó đóng lại. Chào em Hoàng Cúc nhé. Và nếu như chúng ta biết rằng đây là một trong những nơi mà có thể cho chúng ta cơ hội hay thách thức, thì chúng ta hãy xem hết các video nhé. Chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được điều gì đó. Và Lan thì chỉ mong muốn là tất cả chúng ta nhận được nó là cơ hội hay nó là thách thức. Và làm thế nào để chúng ta có thể là biến cái cơ hội này thành sự thật. Vâng, và bây giờ thì chúng ta có thể cùng thả tim và chúng ta chia sẻ tới các tường Facebook, Zalo và các trang mạng xã hội khác để chúng ta biết được về một cơ hội ngàn năm có một. Một cái cơ hội mà đã có rất nhiều những cái thông tin trái chiều và cũng có rất nhiều cái thử thách đối với tầm nhìn của chúng ta. Những người mà chúng ta mong muốn khát khao để có được những cái điều mà chúng ta gì tiến tới, gần tới hạnh phúc và thịnh vượng. Và không có gì là không thể nếu như chúng ta biết cố gắng và nếu như chúng ta biết nhìn nhận. Và chúng ta cũng sẽ nhận thấy rằng là không phải là 20 năm trước chúng ta bắt đầu thì ngay bây giờ và ngay lúc này chúng ta có thể bắt đầu được. Đó chính là những thời điểm tốt nhất để cho chúng ta có thể thay đổi được ở cuộc đời của mình, để chúng ta thành công. Và thành công là không bao giờ chúng ta bỏ cuộc. Bây giờ thì Lan nhìn thấy là có em Thúy. Cùng lên đây nhé, để với nhau. Vâng, chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn tiến chậm cũng không là vấn đề. Chúng ta hãy cứ tiến tới một cái mục tiêu, một cái hy vọng của chúng ta để chúng ta đạt được những cái ước mơ. Vâng, và chúng ta hãy thả tim rồi cùng chia sẻ về các tường Facebook, Zalo của chúng ta nhé. Chúng ta hãy chia sẻ về các group nhóm. Và nếu không, chúng ta không từ bỏ thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Alo, lên đi, lên đi. Chúc mừng. Nhóm của cô cũng tốt lắm. Cô đưa lên thế để cổng vẹn. Nhé. Để rồi cô đồn vậy. Ừ.
Đấy nhá, giờ cô đã bắt đầu cô lại nhá. Vâng, xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì sau nhiều ngày Lan đã không live ở trên tường live, cũng vì là rất là nhiều những cái lý do đặc biệt thì ngày hôm nay Lan lại bắt đầu cái buổi live của mình, và mong muốn rằng là chúng ta hãy cùng chia sẻ, cũng là cánh tay nối dài để chúng ta chia sẻ những điều tốt đẹp nhất cho tới mọi người. Chắc chắn rằng là mọi người đang rất là mong muốn nghe cái thông tin về tập đoàn Unisky Exchange Technology INC, hay nói tắt đó là tập đoàn UST của chủ tịch Anatoly Edorovich Unisky. Và nếu như mà chúng ta mong muốn thì chúng ta có thể là comment ở đây và tương tác cùng với Lan, để chúng ta sẽ có cái những cái niềm vui để chúng ta trao cho nhau, để chúng ta có thể là vững tâm hơn nữa, để chúng ta đi đến cái đích cuối cùng. Bởi vì mọi thứ nó đều đến từ trong suy nghĩ của chúng ta, và mọi thứ nó đều là những bài học mà chúng ta phải vượt qua. Vâng, và bây giờ thì Lan xin được bắt đầu buổi live stream ngày hôm nay. Lan xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn, cũng như các quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối thứ ba của tuần cuối cùng trong cái năm 2023, chúng ta làm việc để chuẩn bị bước sang năm mới 2024 theo Tết Nguyên đán của chúng ta. Thế thì trong những ngày này thì chúng ta biết được rằng là những cổ đông UST là một trong những cái tập đoàn giao thông thông minh lớn nhất toàn cầu. Các bạn ấy đang ngày đêm giúp đỡ những bạn mà có cùng những cái mong muốn, cùng cái khát khao để thay đổi cuộc đời mình. Thế thì chúng ta biết được rằng là tập đoàn Unisky Exchange Technology được thành lập từ năm 2014, và đến năm nay là chúng ta vừa mới chớm bước sang năm 2024. Như vậy nó vừa trải qua 9 năm. 9 năm ấy chúng ta đã có biết bao nhiêu thăng trầm, và chúng ta biết được rằng là mọi vật sinh ra nó đều có sứ mệnh của nó, và Unisky Exchange Technology cũng không ngoài cái sứ mệnh đó. Chúng ta biết được rằng là hiện nay trái đất của chúng ta đang nóng lên từng ngày, và cứ mỗi một ngày thì các nhà khoa học, những người mà đang theo dõi nhiệt độ của trái đất, cũng như tất cả những cái gì mà thay đổi ở trong vũ trụ này, đều lên tiếng cảnh báo cho chúng ta về mức độ ô nhiễm môi trường, không khí, môi trường đất, môi trường nước. Và Hội nghị chống biến đổi khí hậu toàn cầu COP28 vừa qua cũng cho chúng ta biết được rằng là hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều cái rủi ro do thiên nhiên đang bị ô nhiễm trầm trọng, mà nguyên nhân chính là do con người chúng ta. Chào em giỏi nhé, chào tất cả quý cô chú anh chị, chào Hoàng Cúc, chào anh Hà Đề. Và khi mà chúng ta được biết điều này, cũng giống như là khi chúng ta biết được cái hội nghị COP28 tại Dubai vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, hội nghị diễn ra trong 5 ngày, thì chúng ta biết được rằng cái mức độ trầm trọng này nó đã cảnh báo cho chính phủ của các nước. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Thì UST là một trong những giải pháp được coi là hoàn hảo nhất trong hiện nay, để có thể là giúp cho cái hiện tượng El Nino và La Nina, cũng như cái tăng nhiệt của toàn cầu có thể giảm xuống bằng những cái giải pháp cứu đợi cho con người. Tại sao lại như vậy? Thì chúng ta biết được rằng là chất phát thải của các động cơ đốt trong là trong những nguyên nhân chính. Nó chiếm đến 70% cái lượng khí thải toàn cầu hiện nay. Vì vậy, nếu như chúng ta giảm cái tác động của cái động cơ hóa thạch trong cái việc mà sinh hoạt, trong đời sống của con người, thì chúng ta sẽ phần nào đó chiếm đến 70% đó, thì như vậy cái lượng khí thải nó sẽ không bị thải ra toàn cầu nữa, không thải ra toàn cầu. Và như vậy thì cái việc mà cứu môi trường của trái đất trong những cái thập kỷ tiếp theo
sẽ là khả quan. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta dừng lại tất cả những cái động cơ đốt trong thì cái khả năng mà chúng ta trở về thời kỳ đồ đồng, đồ đá là có thật. Cho nên bằng cách nào đó chúng ta phải có cái giải pháp thay thế. Thì phải nói rằng là UST của ta là một trong những cái công nghệ mà nó giải quyết được vấn đề này. Quay trở về với 9 năm khi mà UST bắt đầu thành lập từ năm 2015 đến năm 2024 thì đã trải qua biết bao nhiêu biến cố. Những gì mà tập đoàn đang cố gắng làm không phải là nó suôn sẻ ngay từ đầu mà nó còn bị chống phá bởi nhiều thế lực khác nhau. Tuy nhiên thì những cái này chúng ta sẽ có cái nhìn nó tổng quát hơn, nó rộng hơn. Nhưng là những người dân, là những công dân của đất nước Việt Nam và cũng là những người dân đang sinh sống trên hành tinh này, chúng ta phải có trách nhiệm chung tay bảo vệ cái môi trường ấy. Vậy thì bạn đã nghiên cứu gì về UST? Để rồi như vậy chúng ta thấy được cái mặt mạnh cũng như những thứ trong vào bầu khí quyển. Và Lan cũng như các cổ đông của UST là những người đã nhận ra được điều này. Và mọi người đã hàng ngày, hàng giờ nghiên cứu và có thể là giúp cho rất nhiều người để có nhận thấy, cũng giống như những cổ đông của UST, nhận thấy vấn nạn về môi trường để chúng ta cùng chung tay vào với nhà khoa học Anatoly Zelensky để cứu lại môi trường. Nhưng mà chung quy, tất cả những cái gì mới thì đều vấp phải những cái sự phản kháng. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta hiểu đến đâu thì cũng như các cổ đông khác, Lan cũng như các bạn ấy mong muốn dưới cái góc nhìn, dưới cái năng kính của mình cũng như của mọi người để cho chúng ta đạt được những cái điều mà hiểu đúng về cái tập đoàn này. Và trong những năm ấy thì tập đoàn đã làm được những gì thì bây giờ Lan mong muốn mời cả nhà xem một cái đoạn video. Hệ sinh thái mạo hiểm xã hội Sky Community đã là đối tác chiến lược của Unique Research Technology Inc. kể từ năm 2015. Chúng tôi đã thành công trong việc thu hút đầu tư vào công nghệ vận tải đường dây trong 8 năm qua. Chúng tôi đã đảm bảo nguồn tài trợ mạnh mẽ cho dự án, và giống như nhiều người đồng sở hữu dự án cũng như các đối tác cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đang chờ đợi giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 15 kết thúc, với việc thực hiện các bước chủ động trong suốt 8 năm tồn tại trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi đã xây dựng một cơ chế mạnh mẽ, có khả năng huy động số tiền tài trợ cần thiết để hoàn thành giai đoạn 15 chỉ trong một năm. Hơn 650.000 người đã đăng ký tham gia Sky O Community. Trong đó hơn 200.000 người không chỉ trở thành nhà đầu tư, mà còn ký thỏa thuận hợp tác. Và nếu ngay bây giờ, mỗi nhà đầu tư và đối tác hiện tại đóng góp tối thiểu $500, khi đó, chỉ trong vài tháng, hoặc thậm chí vài tuần, chúng tôi tự tin công bố đóng lại cơ hội trở thành đồng sở hữu công nghệ UST với những điều kiện thuận lợi. Gói trả góp $100 mỗi tháng sẽ cho phép bạn hoàn thành đầy đủ 15 giai đoạn cấp vốn trong 5 tháng. Và nếu chúng ta muốn kết thúc giai đoạn cuối càng sớm càng tốt, thì không có gì dễ dàng hơn. Hãy truy cập tài khoản cá nhân của bạn và ngay lập tức hỗ trợ dự án bằng khoản đầu tư của mình. Xin lưu ý, nếu mỗi nhà đầu tư hoặc đối tác hiện tại nói với bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp của họ về cơ hội trở thành đồng sở hữu công nghệ giao thông đột phá này, thì tốc độ thu hút tài chính sẽ tăng lên đáng kể.
Nếu hiện tại, mọi người đều mời ít nhất một nhà đầu tư với số tiền gửi tối thiểu là $500, thì ngày mai chúng tôi sẽ nhận được tất cả số tiền cần thiết. Các cổ phần sẽ được phân phối cho các nhà đầu tư và công ty sẽ hoàn tất việc chứng nhận, thi công và trình diễn trong thời gian ngắn nhất. Do đó, sẽ mang lại sự thương mại hóa chặt chẽ hơn cho các dự án mục tiêu, tăng trưởng giá trị tài sản và khả năng trả cổ tức. Hãy nói với mọi người rằng, công nghệ chuỗi không còn là một công ty khởi nghiệp mạo hiểm nữa, mà là một cơ sở sản xuất độc lập, có thể mở rộng quy mô nhỏ, đang tăng công suất hàng năm. Hãy nói với họ rằng, sau kết quả kiểm toán năm 2022, công ty đã đạt được khả năng tự cung tự cấp, và hiện đã có thể tự trang trải các chi phí. Điều đó có nghĩa là nó sẽ sớm có lãi và có thể trả cổ tức tối thiểu 20% thu nhập dòng. Và bạn không cần phải đợi sàn giao dịch chứng khoán đại chúng làm điều đó. Chúng ta thường nghe những câu hỏi giống nhau, rằng khi nào giai đoạn 15 sẽ kết thúc? Nó sẽ kéo dài trong bao lâu? Đáp án đơn giản, tùy thuộc vào các bạn, các nhà đầu tư và đối tác thân mến. Hãy gọi và nói ngay cho cộng đồng của bạn biết về cơ hội trở thành đồng sở hữu công nghệ vận tải độc đáo với triển vọng chiếm tới 50% thị trường vận tải. Đây là cơ hội duy nhất để bạn đem lại gần nhất có thể những gì mọi người đang chờ đợi với một nỗ lực tối thiểu. Vâng, chúng ta xem một video rất là đặc biệt đúng không ạ? Video này có thể là có nhiều người đã xem, nhưng có những nhiều người thì hôm nay mới được xem là lần đầu. Đúng không ạ? Mới được xem là ngay từ lần đầu. Xin chào Hải Vân Nguyễn, chào Liên Nguyễn, chào Khoa, chào em Ngô Thị Hiền, chào Minh Châu, chào em Giỏi, chào em Thúy nhé. Chào tất cả quý cô chú anh chị em mình. Chào em Thanh Thuận và chào Kim Anh. Chúng ta vừa được xem một video và ở trong đó có rất nhiều những cái thông tin, những cái thông tin vô cùng đáng giá. Nếu như ngày hôm nay chúng ta xem được livestream này, chúng ta phải biết được rằng là chúng ta đang chạm vào một cơ hội có 102 để chúng ta đột phá, để những người nghèo chúng ta có thể thoát nghèo. Chúng ta biết được rằng là chúng ta đang đi làm vất vả để chúng ta có được đồng tiền. Thế nhưng mà từ xưa đến giờ thì cái việc kiếm tiền của chúng ta đã khó khăn. Thế nhưng mà cái việc giữ tiền và nhân tiền của chúng ta thì lại không có. Hầu như chúng ta chỉ kiếm được tiền và giữ được tiền. Một số người giữ được tiền, còn một số người không có tiền để mà giữ. Cái lý do đều là cái phần mà tài chính của chúng ta đều là phần chúng ta đọc về báo cáo tài chính của gia đình chúng ta, chưa nói đến báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Cái dòng tiền thu và cái dòng tiền chi của chúng ta bao giờ thu cũng ít hơn chi. Cho nên chúng ta đã không để ra được một đồng nào. Chúng ta không có kiến thức về tài chính, dẫn đến chúng ta mất toàn bộ cái việc mà cả một cuộc đời để chúng ta đi làm. Thế thì cả nhà biết không, bí mật của giới siêu giàu nó nằm ở trong chỗ người ta quản trị được dòng tiền, người ta quản trị được tất cả. Để rồi gì, người ta mang cái tiền đi đi, người ta nhân tiền, người ta gieo hạt. Mặc dù có một số chút có thể là mạo hiểm, nhưng mà người ta vẫn làm được điều đó. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ biết kiếm tiền. Nhưng mà chúng ta lại kiếm tiền bằng 5% cái con mắt của chúng ta, đó là nhục nhãn. Cho nên chúng ta không nhìn thấy dòng tiền. Chúng ta biết được rằng là hiện nay trên thế giới, cứ mỗi một ngày thì có khoảng độ là hơn 1.000 tỷ đô la đang lưu thông. Dòng tiền lưu thông ở trên trái đất này chúng ta thấy là hơn 1.000 tỷ đô la thì không phải là chuyện nhỏ. Tuy nhiên mà chúng ta thì lại không nhìn thấy dòng tiền này. Chúng ta chỉ nhìn thấy bằng mắt của mình thôi. Và nhìn thấy bằng mắt thì chúng ta đi tìm mãi không thấy đâu. Mà cái dòng tiền này nó được ẩn ở đâu? Nó được ẩn ở trong cái phần điện tử. Cho nên nếu như chúng ta không biết dòng lưu kim hiện nay nó như thế nào thì đó chính là kiến thức về tài chính. Chúng ta phải nắm được kiến thức về tài chính. Một cái điều nữa đó là gì? Chúng ta biết được rằng nếu như
ở bên Mỹ mà gửi về Việt Nam hay bất kỳ một cái nước nào gửi về Việt Nam thì một lần gửi chỉ được 5.000 đô thôi. Trong một năm thì gửi không quá 10.000 đô. Ở đây là có Hồ Lan nhé. Cảm ơn con. Đấy là một bạn trẻ là ở bên bên Mỹ đấy nhỉ. Yeah. Hồ Lan ở bên Mỹ, còn Huệ thì ở bên Pháp. Thì các bạn cũng đã biết được mang tiền về Việt Nam thì không phải dễ. Thế thì đối với chúng ta thấy cái quy định đó nó đã từ rất lâu rồi. Thế nhưng bây giờ tại sao mà khi người ta chỉ cần mua một căn nhà ở bên Mỹ thì ngay lập tức trong vòng một nhấp chuột người ta chuyển ngay được 1.000.000 đô để trả tiền nhà bên Mỹ. Đó là sự thay đổi. Và cái dòng tiền mà 1.000.000 đô đấy nó đi ở phần điện tử đấy. Cho nên chúng ta phải biết được rằng nếu như mà chúng ta hiểu được điều này thì ngay lập tức chúng ta thấy là thế giới đang thay đổi rất là ngoạn mục. Đấy. Cái việc quản lý mà bằng cái mắt thường, bằng cơ quan an ninh, nó đang không phải là cái mà không thể lọt được. Đấy. Quay trở về cái câu chuyện hôm nay của chúng ta, qua video chúng ta đã nhận thấy, vâng, trật tự thế giới trong giao thông thông minh. Vâng, cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh Trắm. Đấy. Cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào Phương Trường, chào Hà Khoa, chào Tuyến Bùi, chào cả nhà mình. Đấy. Chào anh chị em mình nhé. Chúng ta biết được rằng là khi mà thế giới đang vận chuyển một cách rất là chóng mặt như thế thì những cái mà giao thông hiện nay nó đang gây cái trở ngại cho cái việc mà chúng ta gì thanh lọc cái bầu không khí để trở nên trong lành hơn, thì UST đã ra đời vì sứ mệnh này. Không chỉ có giao thông vận tải mà UST nó là một tổng hòa từ giữa trong lòng đất cho tới vũ trụ bao la. Thì vĩ nhân Anatoly Edorovich Zelensky đều có những cái giải pháp để giúp cho thế giới trong lành trở lại. Quay trở về video vừa rồi, chúng ta thấy là trong cái những cái năm tháng hình thành thì tính đến năm 2022 là khoảng độ hơn 650.000 nhà đầu tư, thì hiện nay nó khoảng độ gần 1.000.000 nhà đầu tư đã tham gia. Và trong đó thì có khoảng độ là 1/3 là nhìn ra cái giá trị và người ta tiếp tục làm chương trình đối tác với quỹ SWC. Và khi mà chúng ta biết được rằng việc kiếm tiền và giữ tiền của người ta nó có liên quan gì đến cái tập đoàn này, thì chúng ta lại phải hiểu thêm nữa về tư duy tài chính. Chúng ta biết rằng bí mật của những người giàu trên thế giới là người ta nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp. Cho nên những nhà đầu tư thông thái, người ta thường hay đi săn tìm các startup khởi nghiệp mà là startup kỳ lân. Startup kỳ lân là những startup mà có cái giá trị vốn của nó ban đầu khoảng độ hơn 1 tỷ đô. Thế mà có cái tập đoàn mà nó được định giá ngay từ ban đầu đó là 400.867.433.000 đô la, thì chúng ta lại bỏ qua. Nó đang hiện diện ở chỗ chúng ta đây, nó đang hiện diện ở trong thời kỳ của chúng ta đây, nó đang hiện diện ở bên cạnh bạn. Khi mà các cổ đông người ta cố gắng để mách cho các bạn rằng đấy chính là con đường để chúng ta có thể nhân tiền lên, và đấy chính là con đường để cho chúng ta gì thoát nghèo, đấy chính là con đường để chúng ta tăng phước đức, thì chúng ta lại còn đang thờ ơ với nó. Và các bạn biết không, ngay trong thời điểm này, đối với những nhà đầu tư này, chỉ cần mỗi người là 500 đô, thì ngay lập tức cổ phần của năm của giai đoạn 10 năm này nó sẵn sàng khép lại, và những nhà đầu tư sẽ sẵn nhận được cái tối thiểu 20% thu nhập ròng. Chính là gì, các bạn có thể truy ở trong Google, nhưng chỉ cần nói với các bạn rằng là các bạn nếu như hiểu kỹ về tài chính, các bạn mong muốn để mình có
thể gì thay đổi cái hiện trạng của mình bây giờ về tài chính của gia đình bằng cách trong 2 đến 3 năm tới các bạn có thể là trở thành những triệu phú đô la. Các bạn có khả năng bước vào cái giới siêu giàu ở trên thế giới thì có lẽ rằng các bạn sẽ nghiên cứu chứ, hay các bạn sở hữu nó ngay. Nếu như các bạn không nhìn ra cái khả năng giữ tiền của mình đã làm cho gia đình mình vẫn còn khó khăn thì hãy để cho nó nhân tiền lên. Mà cái việc mà nhân tiền tốt nhất chỉ có là cổ phần doanh nghiệp trước IPO mà thôi. Xin chào Thắng vì Thắng nhé. Chào em Thanh Hương. Đấy. Chúng ta biết được rằng là cái mới nhất của công ty hiện nay và tất cả những cổ đông OT hiện nay thì các bạn ấy đang rất là lo sợ. Lo sợ bởi vì là gì? Cái cổ phần vốn gốc nó khép lại thì gì? Thì đồng nghĩa với việc là rất nhiều người nghèo ngoài kia chúng ta chưa biết đến cơ hội này, bởi vì chúng ta chưa được nghe bao giờ. Còn những người mà nghe rồi thì thở ơ với nó, thì chắc chắn các bạn ấy vào ô mất lượt rồi. Còn lại bây giờ những ai mà nghe đến cái này, để chúng ta nhanh chóng, chỉ còn đúng vài giờ đồng hồ nữa nó sẽ khép lại cái chương trình Happy New Year. Đó là cái chiết khấu 180. Cái chiết khấu 180 này nó cho chúng ta cái việc nhân tiền cực kỳ đẳng cấp. Bởi vì chúng ta biết được rằng nếu lên sàn nhé, khi mà lên sàn ấy thì bắt đầu là theo quy định là 1 đô trên 1 cổ phần. Thế nhưng mà lúc này các bạn sau 30 ngày thì nó phải giữ ở cái mức độ tăng ít nhất 4 lần. Thế thì bây giờ các bạn mua chiết khấu giảm là 180 thì khi mà lên sàn trong 30 ngày đầu các bạn đã gấp lên 1.4832, các bạn đã gấp lên 320 lần cái số tài sản của các bạn. Đây là một điều tuyệt vời nhưng mà các bạn không biết, bởi vì cái nỗi sợ của bạn từ lâu nó ăn vào trong máu của chúng ta rồi. Chúng ta nhận ra vấn đề như thế, chúng ta nghe như thế, nhưng mà chúng ta vẫn còn gì? Chúng ta vẫn còn nghi ngờ nó, bởi vì cái nỗi sợ của chúng ta quá lớn. Cái nghi ngờ của chúng ta quá lớn cho chúng ta không dám bước chân ra. Mà khi mà chúng ta đã không dám bước chân rồi thì đồng nghĩa với việc là chúng ta đã gì? Người ta nói rằng nếu như bạn sợ gãy chân thì bạn không dám bước. Mà khi bạn không dám bước cũng có nghĩa đồng nghĩa rằng là chân bạn đã gãy. Thế thì chúng ta thấy không? Từ xưa đến nay chúng ta đều là những người làm công ăn lương hoặc là làm bất kỳ cái lĩnh vực gì đó. Thế nhưng mà cái hiện trạng gia đình của chúng ta về cái tài chính nó vẫn không được xông xênh như nhiều người khác. Chúng ta dùng từ xông xênh, tức là mua cái gì chúng ta cũng phải căn đo đong đếm chúng ta mới mua được. Và nhiều khi mà chúng ta không dám mua bởi vì chúng ta không có tiền. Vậy thì đó chính là gần như đồng nghĩa với sự nghèo khó đấy. Khi mà biến cố nó xảy ra thì những đồng tiền tiết kiệm của chúng ta nó không có thể cứu được chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì những cái đồng tiền đấy nó không phải là dòng tiền chảy cả nhà. Cho nên bí mật của người giàu là người ta làm sao ạ? Là người ta tạo ra một cái dòng tiền bền vững. Và cái dòng tiền bền vững này sẽ cho chúng ta sự giàu có. Vậy thì tại sao cái lĩnh vực cổ phần doanh nghiệp và đặc biệt ở cái doanh nghiệp VT này nó lại tạo cho chúng ta dòng tiền bền vững? Cũng trong video vừa rồi chúng ta đã nhận thấy rằng là giới mà chuyên gia trên thế giới về giao thông vận tải, người ta đã nhận định rằng là tập đoàn giao thông này nó sẽ chiếm 50% thị phần vận tải toàn cầu. Đây là sự khiêm tốn cả nhà, bởi vì bây giờ hầu như là tất cả các hợp đồng đã phủ trên toàn thế giới, tất cả các châu lục đều đã có những cái hợp đồng của OT, dù nhiều dù ít. Và chúng ta biết được rằng với Ấn Độ hiện nay thì phải nói rằng con số lên đến tới 500. Và những hợp đồng này đã được đóng khung, đã được bắt đầu lên bản thiết kế để chúng ta chuẩn bị có. Thì đây nó là tiền. Chúng ta lo sợ bởi vì những cái tập đoàn mà kêu gọi vốn như thế này mà nó không cho sản phẩm, tức là tập đoàn Sukam á, thì ngay lập tức là chúng ta nhận thấy rằng là cái người dân sẽ mất tiền. Tuy nhiên xin chào em Vích Ngọc nhé, chào
một người phụ nữ vô cùng là tuyệt vời, giỏi giang và rất là thông minh. Đấy. Chào Hồ Nguyễn, chào quý cô chú anh chị em mình nhé. Đấy. Khi mà chúng ta biết được điều này, Bích Ngọc có muốn lên với chị không? Hai chị em mình cùng lên. Đấy. Lâu rồi không gặp ở trong câu lạc bộ. Thì khi mà chúng ta biết được điều này, thì tại sao chúng ta lại không chia sẻ cho bà con mình? Dù chỉ còn vài giờ nữa thôi, nhưng chúng ta cố gắng để chúng ta có được cái cổ phần chiết khấu rẻ nhất, với cái số tiền ít nhất. Bởi vì chúng ta biết được rằng là với cái tập đoàn này, nó chiếm đến 50% thị phần vận tải, thì cũng đồng nghĩa việc rằng là chúng ta bỏ tiền một chút thôi vào cái tập đoàn này thì chúng ta chỉ có thắng lớn. Và cái tập đoàn này thì tất cả những người bạn cổ đông UST đã phân tích cho tất cả chúng ta. Đâu đó khi chúng ta lướt mạng ở trên Facebook, chúng ta lướt ở trên TikTok, chúng ta lướt ở trên Zalo, chúng ta đã thấy được những phiên live của các bạn vô cùng chất lượng và vô cùng nồng ấm, cũng vô cùng nhiệt huyết để có thể đưa những cái gì tốt nhất tới cho bà con mình. Nhưng mà hầu như có những bạn vẫn không quan tâm, có những bạn biết rồi, biết đến 5-7 năm vẫn theo dõi, vẫn này kia, nhưng các bạn không hề động thái. Có lẽ rằng là chúng ta nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta đang làm như thế nó đang là gì? Nó đang rất là ổn định, đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó không ổn định một tí nào. Chúng ta phân tích nhé. Cái việc mà góp vốn cổ phần của anh doanh nghiệp này thì chúng ta biết là cái việc mà chuyển thành công ty cổ phần đấy, là từ những cái năm 1990, 91 và 92 ấy. Đấy là những năm đó. Nhưng đến năm 2005, 2006 thì nó rộ lên rất là nhiều. Và khi đó thì đài VTV cũng dạy chúng ta cách chơi chứng khoán. Cái đấy nó đi liền với nhau, bởi vì công ty cổ phần thực chất ra đó là những cái công ty mà đang là một chủ mà chuyển thành nhiều chủ vậy thôi. Như vậy thì khi mà chúng ta có cổ phần của cái công ty đó, của cái doanh nghiệp đó, thì đồng nghĩa rằng chúng ta là chủ đồng sở hữu của cái công ty đó. Thế thì UST nó cũng như vậy. Khi chúng ta đã chuyển thành gì? Chuyển thành tiền để chúng ta ký nhận để tham gia vào góp vốn cổ phần, thì khi mà chúng ta nhận được cổ phần cũng chính là lúc chúng ta trở thành đồng sở hữu công nghệ của UST. Và chúng ta biết được rằng là bí mật của giới siêu giàu chỉ là khi họ là chủ một cái hệ thống lớn, hoặc là người ta là nhà đầu tư, thì hai cái giới đấy nó sẽ trở thành cái giới siêu giàu ngay trong một đêm. Ngay trong một đêm tức là khi nó IPO lên. Cho nên tất cả những nhà đầu tư thông thái, người ta mong muốn đi săn tìm các startup kỳ lân. Đó là những startup có cái vốn như ban đầu Lan nói, tức là khoảng độ hơn 1 tỷ đô thì mới được gọi là startup kỳ lân. Đấy, thế mà đối với lại tập đoàn UST này nó có đến 400 tỷ 867 triệu 433 nghìn đô la thì nó có phải là kỳ lân hay không? Câu trả lời này chúng ta sẽ biết, đúng không ạ? Mà trong khi đó về cái tương lai của nó chiếm 50% thị phần vận tải toàn cầu. Chúng ta biết là Apple nó chỉ chiếm đâu đó khoảng từ 18 đến 26% thị phần smartphone. Nhưng mà cái vốn của nó đã tăng lên cực kỳ nhiều lần, Apple. Và nếu như mà chúng ta có cổ tức giống như Apple thì năm 2022 vừa qua, 2023 vừa qua, thì chúng ta nếu như có 1 triệu cổ phần của Apple thì chúng ta cũng đã nhận về cái số tiền là cực kỳ lớn. Câu chuyện ngày hôm nay đó là gì? Những cái mới của UST là gì? Những cái hợp đồng được công bố, chỉ có riêng Ấn Độ đã nói tới cái con số 500. Và có hàng trăm hợp đồng đã bắt đầu ký kết và có cái gì? Có cái khung rồi, có cái thiết kế. Còn như vậy là 30 hợp đồng đã bắt đầu chuẩn bị thương mại hóa. Thì chúng ta phải biết được rằng là công ty ngày càng có nhiều thông tin giá trị. Và cũng trong video vừa rồi thì chúng ta biết được rằng là giai đoạn 15 có thể đóng lại bất cứ lúc nào. Và nếu như nó đóng lại thì đồng nghĩa với việc những người nghèo như chúng ta muốn có một cái cơ hội để đổi đời rất là khó. Bởi vì cái cơ hội của UST nó đã rõ ràng mười mươi như thế này, nhưng mà chúng ta vẫn không nắm bắt nó, chúng ta vẫn không có nó, thì làm sao mà chúng ta nhận diện được những cái cơ hội khác. Đấy. Vâng, xin cảm ơn chị Hà Luyến.
vì rất là nhiều cái công việc cho nên là Lan chưa live stream được, và ngày hôm nay thì lên live stream. Cảm ơn Vũ Thị Hoa nhé, cảm ơn em Lê Thị Ánh Hoa đã vào trong tương lai của chị. Nếu như chúng ta biết được rằng đây nó là cơ hội, và chúng ta biết được giới siêu giàu người ta như vậy là tích cóp tài sản như thế nào, người ta cũng như chúng ta cũng đi làm 24 giờ đồng hồ, nhưng vì người ta biết nhân tiền nên gấp nhiều lần, cho nên tài sản của người ta càng ngày càng tăng lên. Còn chúng ta thì sao? Vì chúng ta chỉ mải đi kiếm tiền và chúng ta không biết tiền nó ở đâu. Tiền nó, dòng tiền điện tử nó lưu thông như thế, nhưng mà nó cần con người nhìn sâu vào trí não. Và những đồng tiền này nó đi tìm những người có cùng mong muốn với nó, nó đi tìm những người biết yêu thương nó, biết chăm sóc nó, biết nuôi dưỡng nó và biết cử nó đi làm việc để nó vui với cái niềm vui của con người. Nó sẽ mang về cho chúng ta rất nhiều tiền. Cả nhà có tin không? Cho nên nếu như mà chúng ta nói rằng là chúng ta biết ơn tiền thì tự dưng, tự khắc nó sẽ tới với chúng ta. Thế mới là lạ. Và Lan đã thấy được điều này. Đấy, Lan đã thấy được điều này. Thậm chí khi chúng ta gặp những cái biến cố, gặp những cái bài học lớn mà chúng ta quên cái bài học đấy, chúng ta hãy ngược lại. Ví dụ như các bạn bị người nào đó lừa dối bạn để có được cái số tiền của bạn, thì thường là các bạn cứ chăm chăm chú vào cái đồng tiền đấy và các bạn buồn phiền vì nó. Thì không, bây giờ các bạn hãy nghĩ ngược lại cho Lan nhé. Tự dưng tiền nó tự khắc đến về với bạn cực kỳ nhiều. Nó có thể x10 lên cái số tiền bạn mất. Bởi vì đồng tiền này nó rất thông minh. Nó rất thông minh. Đấy. Chúng ta cứ nhìn bằng con mắt thường, chúng ta không bao giờ nhìn thấy được đâu. Mà chúng ta phải nhìn bằng trí não của mình. Thế thì bây giờ đối với cái đồng tiền của chúng ta, đối với cái đồng tiền của chúng ta, xin chào Trần Điều. Chào em Nhàn xinh đẹp nhé. Đấy. Chào em Tiến xinh đẹp. Đấy, khi mà chúng ta biết được rằng dòng tiền nó đang ngày đêm nó lưu thông ở trên thế giới, nhưng nó sẽ yêu thương, tin tưởng và cho ai đó nhiều tiền hơn khi các bạn biết yêu thương nó và biết cử nó đi làm việc. Biết nhân nó lên nhiều lần, nhân bản nó lên nhiều lần. Vậy muốn nhân lên nó nhiều lần thì chúng ta phải tìm được những cái cơ hội. Và những cái cơ hội đấy nó phải có sản phẩm thật, phải công cái sản phẩm đấy phải độc đáo, phải đẳng cấp đó. Và tìm những cái startup khởi nghiệp là những startup kỳ lân và nó có tiềm năng thực sự, thì số tiền của ta nó sẽ nhân lên được rất là nhiều lần. Quay trở lại, chúng ta thấy là công ty nói như thế nào, bạn sẽ được 20% cái thu nhập dòng. Chuyện đó không còn xa lạ. Vậy 20% thu nhập dòng có nghĩa là gì? Cái số tiền của các bạn trừ mọi chi phí đi thì 80% để lại để tái cấu trúc đầu tư doanh nghiệp, 20% sẽ được chi trả lại cho nhà đầu tư. Và chúng ta biết vào tháng 10 năm 2023 thì tập đoàn đã nhận về là bao nhiêu? Nhận về là 164 tỷ đô. Và hiện nay với cái số hợp đồng riêng của Ấn Độ chúng ta thấy đã nói lên đến con số 500, thì chúng ta biết được rằng là cái số tiền mà nó chảy về với chúng ta nó cực nhiều như thế nào. Chào Nguyễn Ngọc nhé. Đấy, chào Nguyễn Thị Kim Bạ. Cho nên đã lâu rồi thì Lan cũng chưa lên live, nhưng mà mỗi một ngày khi xem thông tin của công ty thì đều cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Hạnh phúc thứ nhất đó là mình đã đi đúng hướng, đúng hướng. Và cái thứ hai nữa, không những mình đi đúng rồi thì mình còn lan tỏa cái giá trị này được, có rất nhiều nhà đầu tư đã gì? Đã bỏ những cái đồng tiền nhỏ lẻ vào để mà có thể gì, chung tay, thứ nhất là cứu trái đất này, nhưng thứ hai là nhân giữ tiền của họ lên. Và một cái câu mà Lan rất tâm đắc, ngày hôm nay cũng muốn tặng cho quý cô chú anh chị nhà mình, đó là gì? Bạn chỉ trở nên giàu có khi bạn biến tiền của bạn. Biến tiền của bạn. Cử tiền của bạn. Và biến sức lao động của bạn thành tài sản. Chúng ta muốn giàu có, chúng ta phải biến tiền và công sức lao động của ta trở thành tài sản. Vậy thì cái việc mà chúng ta bỏ ra những đồng tiền nhỏ lẻ của ta để chúng ta nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp UAT, đó là cách mà chúng ta đang gì?
đang chuyển tiền từ nơi an toàn sang một nơi mạo hiểm nhưng có quản trị để chúng ta mua tài sản. Tài sản là gì? Tài sản là những thứ chúng ta cử tiền chúng ta đi mà nó mang về cho chúng ta nhiều tiền thì đó là tài sản. Còn đó là tiêu sản, nếu như mà tiền trong túi chúng ta chảy ra và nó không bao giờ quay trở về. Thế thì bất luận như thế nào, khi mà chúng ta có những cái biến cố, có những cái bài học về tiền thì ngay lập tức hãy cảm ơn nó và hãy làm cho nó ngược lại. Cảm ơn nó để gì? Giống như chúng ta cử những đồng tiền ấy đi để đồng tiền đấy làm việc chúng ta để chúng ta có nhiều tiền hơn đấy. Đấy. Thì quay trở về đối với lại tập đoàn UST, chúng ta thấy không? Nếu như mà Apple chỉ có từ 18 đến 26% thị phần smartphone. Mà smartphone thì có những người thì sử dụng, có những người không. Những người lớn sử dụng, còn trẻ em thì rất là ít những em mà có smartphone, đúng không ạ? Mà nó chiếm đã từ là như vậy 18 đến 26% thì cái vốn hóa của nó đã tăng lên rồi. Một điều nữa mà chúng ta không biết đó là từ trước đến giờ chúng ta vẫn có cái câu làm khi lành để dành khi đau. Tức là khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta dành cái số tiền đó để làm gì ạ? Để chúng ta tiết kiệm và chúng ta gửi vào ngân hàng. Thế thì chúng ta sẽ làm một bài toán như thế này để so sánh nhé. Nếu chúng ta gửi 100 triệu vào ngân hàng và lãi là 8% trên năm thì một năm chúng ta có 8 triệu. 100 triệu đấy vẫn giữ nguyên 100 triệu và 8 triệu là tiền lời chúng ta được nhận về. Năm sau chúng ta trả vào, nếu chúng ta trả theo năm, năm sau chúng ta trả vào 100 triệu cộng với 8 triệu tiền lời của năm trước thì sẽ là 108 triệu. Và đến cuối năm chúng ta lại lấy về 8% của 108 triệu. Đó cũng là lãi suất kép. Tuy nhiên thì ở doanh nghiệp nó như thế nào? 100 triệu quý cô chú anh chị bỏ vào một cái doanh nghiệp nào đó. Một doanh nghiệp nào đó thì đến sau 2 đến 3 năm thôi, cứ cho 5 năm. 5 năm thì số tiền của quý cô chú anh chị nó không phải là 100 triệu. Nó sẽ vốn hóa lên thậm chí là cực kỳ nhiều lần. Nói ví dụ như VinFast, trước ngày 15 tháng 8 nếu như quý cô chú anh chị bỏ 10 tỷ đồng, đâu đó 10 tỷ đồng tiền Việt mà chúng ta mua 1 triệu cổ phần của VinFast thì ngay bây giờ và ngay lúc này quý cô chú anh chị có trở thành 6.110.000 đô la. 6.110.000 đô la nó tương đương với cái khoảng là gì? Với cái khoảng đó là khoảng độ là 150 tỷ, 150 tỷ. Và 150 tỷ này chúng ta trừ đi 10 tỷ chúng ta mua lúc vốn, chúng ta vẫn còn lời là 140 tỷ. Vậy thì nếu như mà chúng ta bỏ 10 tỷ đấy vào trong ngân hàng thì sau một năm các bạn được 800 triệu. Nếu mà lãi 8%, đúng không ạ? Đang tính xương xương, thế nếu mà có sai quý cô chị anh chị nhìn bấm máy tính nhé để chúng ta xem. Thế thì câu chuyện ở đây đó là gì? Nó giống như ngân hàng, nhưng mà cái tiền vốn chúng ta bỏ vào ngân hàng thì nó giữ nguyên, chỉ được cái tiền lãi đó. Còn ở đây tiền vốn nó tăng theo vốn hóa, khi mà nó lên IPO nó là tăng theo vốn hóa của thị trường. Đó chính là bí mật của những người giàu để người ta ít cái số tài sản của người ta lên. Cho nên ta mới hỏi rằng là tại làm sao người ta mua được cả du thuyền, mua được cả xe Rolls Royce, mua được tất cả những cái phục vụ đời sống của họ một cách đẳng cấp. Bởi vì họ có tiền. Thế nhưng cái dòng tiền này nó không chỉ dừng lại ở cái việc đó, mà cái dòng cổ tức nó chảy về cho họ hàng năm. Đó mới là điều tuyệt vời. Cái dòng cổ tức này, ví dụ như là Coca-Cola, chúng ta uống một lon Coca-Cola khoảng độ 15.000. Thế nhưng nếu như chúng ta có 1 triệu cổ phần Coca-Cola thì năm 2023 kia, cái tiền cổ tức, tức là cái lợi nhuận dòng ấy, 20% lợi nhuận dòng á, người ta trả về cho nhà đầu tư, thì cứ 1 triệu cổ phần là chúng ta được 46 tỷ đồng tiền Việt nếu giá đô là 25.000 trên 1 đô. Như vậy đây chính là bí mật của những giới siêu giàu.
Tại sao mà nhà thông thái người ta lại đi gì? Săn tìm các startup khởi nghiệp kỳ lân. Tại sao người ta lại đi săn tìm các doanh nghiệp trước IPO? Nhưng hôm nay đây, cơ hội mà để có thể sở hữu được nhiều hơn Coca-Cola, nhiều hơn Apple và nhiều hơn rất nhiều lần VinFast. Đó chính là cơ hội về UST. Nếu như hôm nay chúng ta dám bỏ ra 6 triệu rưỡi, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa đấy, thì quý cô chú anh chị sẽ được 20.000 cổ phần. 20.000 cổ phần này nếu như mà nó lên với cái mức giá mà của VinFast là 6,11 thì Lan sẽ tính cho quý cô chú anh chị 20.000 cổ phần, chúng ta nhân với 6,11 rồi chúng ta nhân với 25.000, chúng ta đã có 3 tỷ. Một câu chuyện nó đang có trong thực tế, không phải chúng ta đang mơ. Nó đang có trong thực tế. Đấy, nhưng mà VinFast ấy chỉ là cái dòng xe có động cơ hóa thạch bây giờ chuyển thành dòng xe động cơ điện. Nó chỉ là một cái đấy thôi. Còn ở đây cái UET nó là một tổ hợp và nó giải quyết tất cả các vấn nạn của giao thông vận tải của thế giới hiện nay về chống biến đổi khí hậu. Thế thì chúng ta biết được rằng một cái công ty mà nó đón đầu xu thế mà cái sản phẩm của nó lại do các quốc vương và thái tử rồi cũng như là chính phủ của các nước mong muốn mua hợp tác với UST để mang về phục vụ lại đất nước của họ, để giảm về cái việc gì sử dụng cái gì cái đồng vốn của nhà nước để làm những cái loại đường, thứ nhất là gây ô nhiễm môi trường, thứ hai là thu hẹp diện tích đất, và thứ ba là gì an toàn tiện lợi cho người tiêu dùng, trả một cái phí rất rẻ, thì tại sao chúng ta lại không nắm giữ? Cái nỗi sợ gì ở đây khi mà chúng ta dám như vậy đã mất đi 6.500.000 không? Nếu như quý cô chú anh chị mất đi 6.500.000 mà chúng ta lại được những thứ tốt nhất thì tại sao chúng ta lại không làm? Chào em Hương xinh đẹp, chào nữ tướng của chị, chào Năng Tịnh Y đã mở xong chưa mà chạy ra ngoài tung tăng. Ngày hôm nay quý cô chú anh chị đã giúp được bao nhiêu nhà đầu tư vào? Lan được biết là có những bạn làm việc rất là cật lực và các bạn ấy đã đi chia sẻ trong một ngày là các bạn ấy chia sẻ độ khoảng 15-20 người, đấy là những cái vua bán hàng đó. Chào em Giang Dung. Khi mà chúng ta biết được cái mỏ kim cương của thế giới nó đang lộ thiên như vậy và người Việt Nam chúng ta biết được điều đó và đã có rất rất nhiều người Việt Nam sở hữu nó, thì tại sao chúng ta phải đặt dấu hỏi chứ? Nếu như một người mà bị gì u mê, bị lừa đảo thì những người còn lại phải dừng lại chứ. Tại sao một người bị lừa đảo mà bây giờ càng ngày càng nhiều người vào và càng ngày càng nhiều người đi ra muốn trao truyền cho quý của chú anh chị, muốn trao cái giá trị đấy để cho chúng ta gì có thể nhân cái tiền của mình lên nhiều lần, tại sao chúng ta lại không nghĩ như vậy nhỉ? Đấy, cho nên là ngày hôm nay trong chương trình này cũng là cái buổi live stream đầu tiên sau một cái chuỗi ngày mà Lan có cái việc bận không thể là tham gia và live stream buổi tối được, nhưng vẫn cứ live stream ở trên TikTok. Thì Lan muốn quý của chú anh chị ạ, mà cái muốn này thì nó đã áp vào, nó cũng không có cái hiệu quả nhiều hơn khi mà chúng ta nhận được ra giá trị đâu cả nhà mình. Nếu mà mình nhận được ra giá trị thì mình sẽ không để tuột mất cơ hội này. Bởi vì năm 2024 chúng ta có thể đóng lại bất cứ lúc nào cái cơ hội sở hữu cổ phần vốn gốc của tập đoàn. Và ở trong video chúng ta cũng đã thấy đấy, nếu muốn kết thúc giai đoạn thì bây giờ với tổng cái số nhà đầu tư khoảng độ là gần 1 triệu nhà đầu tư ấy, mỗi người ta chỉ cần bỏ vào gì 500 đô thôi là khả năng đóng lại ngay trong ngày hôm sau. Nhưng mà còn một số nhà đầu tư thì hiện nay đang biết rất là nhiều nhà đầu tư cá mập. Cá mập tức là người ta đã có cái là cả hàng triệu đô á, cả hàng triệu đô là người ta đang vào và người ta hợp đồng chính thức với công ty để người ta có những cái gói ưu đãi khác. Còn chúng ta thì từ 50 đô cho đến 500 ngàn đô là đang ở gọi là cá thòng đông. Chúng ta là đang sử dụng và rất là nhiều người đã đầu tư những gói 100 ngàn đô, 200 ngàn đô, thậm chí 4 triệu đô.
và mọi người vẫn đang vào. Đấy. Thế thì chúng ta phải biết được rằng là chúng ta có 6 triệu rưỡi thôi, hoặc là chúng ta nếu như mà chúng ta bỏ vào được gì 25 triệu đồng tiền Việt, tương đương với 1.000 đô. Cái 1.000 đô này nếu như chúng ta để chúng ta lấy để chúng ta khởi nghiệp, chúng ta khởi nghiệp thì cái doanh thu cũng như cái lợi nhuận của cái doanh nghiệp của chúng ta sau 5 năm nó là bao nhiêu. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn muốn là gì, có thời gian ở bên gia đình, bạn mà muốn là có thời gian để chăm lo con cái của bạn, và bạn muốn có cái thời gian để chăm sóc bản thân bạn, chăm sóc sức khỏe của bản thân và của gia đình, thì làm chọn cái việc đó là gì? Đầu tư vào tập đoàn Unisky. Và khi ấy chắc chắn rằng là chúng ta sẽ nhận được những cái giá trị vô cùng lớn, cả nhà. Chúng ta sẽ nhận được giá trị vô cùng lớn. Bởi vì với 1.000 đô đấy, theo như anh VinFast thôi, Đan cứ lấy như anh VinFast, bởi sao? Bởi vì anh VinFast này anh ấy cũng tương tương cái tầm mà của Unisky. Mà Unisky là nó gấp nhiều lần của VinFast. Cho nên Đan cứ lấy VinFast ra thì nếu như với 1.000 đô là 80.000 cổ phần, thì các bạn cái khả năng mà có 12 tỷ là chuyện nhỏ. Là chuyện nhỏ. Nhưng mà chủ tịch nói rồi, ngài bỏ cả 40 năm cuộc đời để nghiên cứu thì không thể là lên sàn với vài đô lẻ. Chúng ta biết là VinFast đã có lúc mà nó lên đến 92 đô trên một cổ phần. Vậy nếu như 92 đô thì chúng ta đã có 184 tỷ đồng. Đây không phải là mơ hồ, và đây cũng không phải lấy đâu ra mà lời lắm. Chúng ta phải hỏi câu này và phải hỏi những người ta đi trước. Vậy thì cô nói thế, chị nói thế, anh nói thế thì cái này nó lấy ở đâu ra? Và tại làm sao nó ra được như thế? Đấy, chúng ta phải hỏi cái câu đấy thì là thông minh. Còn lại mà chúng ta ngồi ở nhà chúng ta bảo cử chỉ có như thế mà lừa đảo, chúng ta biết được rằng khi đi lên trên mạng xã hội, những cái gì mà không đúng sự thật thì dần dần nó sẽ được bộc lộ, bóc trần luôn. Đấy, chúng ta biết rằng TikTok ấy, khi mà nó làm ra một cái đoạn video ngắn để mà nó chia sẻ, nó truyền thông điệp đến mọi người để bán hàng online để đúng với lại cái việc mà cái thời đại mới, thì chúng ta biết được rằng bây giờ TikTok chưa cần lên sàn đã mua lại của nhà đầu tư là 155 đô trên một cổ phần. Vậy thì nếu như là 155 đô với cái số tiền mà 1.000 đô các bạn bỏ ra mà mua nhanh TikTok thì chúng ta đã có hơn 300 tỷ. Cho nên điều này mới giải thích làm sao rằng năm 2012 khi VNG tạo ra một cái mạng cho người dùng Việt, đó là mạng Zalo, thì rất nhiều người đã dè bỉu và nói rằng nó không thành công. Thế nhưng nhóm kỹ sư đó các bạn ấy đã tạo ra được cái mạng cho người dùng, đó là mạng Zalo, và các bạn ấy bán cổ phần ra bên ngoài. Nhưng rất nhiều người biết đến cổ phần Zalo, biết đến cái cơ hội người khác trao cho, nhưng các bạn không nắm lấy. Thế nhưng một cái quỹ của Singapore đã bỏ vào cái số vốn đó là gì? 450 triệu đồng để mua 10% Zalo. Và các bạn biết điều gì xảy ra không? Số tiền ấy bây giờ nó đã lên hơn 5.000 tỷ. Hơn 5.000 tỷ. Và với cái mức đó thì chúng ta thấy là 2 triệu rưỡi mà bỏ vào Zalo thời đó thì đến bây giờ nó có đâu đó khoảng độ 28 tỷ đồng. Chúng ta có tin được điều này không? Nếu như chúng ta lấy 2 triệu rưỡi chúng ta đi kinh doanh thì kinh doanh trà đá cũng không được, mà kinh doanh các thứ cũng không được. Vậy người ta bỏ vào trong một cái doanh nghiệp chưa phải là khổng lồ, bởi vì Zalo hiện nay đi lên với là 8,5 đô và cái giá trị, cái vốn điều lệ của nó ở cái thời điểm này cũng còn đang rất là khiêm tốn. Thế nhưng mà nó đã mang lại cho nhà đầu tư một cái cú nhân tiền cực kỳ là đẳng cấp. Vậy bây giờ chúng ta có mong muốn cái tiền của chúng ta, cái sức lao động của ta nó được nhân lên gấp nhiều lần để trở thành tài sản không? Câu hỏi này dành cho tất cả các quý vị. Còn Lan cũng xin dừng live stream ở đây. Và mong muốn rằng quý vị sau khi nghe xong được cái live stream này, chúng ta hãy ngồi tĩnh lặng lại và chúng ta hãy thử xem làm thế nào để công sức lao động và tiền của chúng ta làm ra được nhân lên gấp nhiều lần.
Kiếm tiền đã khó rồi, nhưng giữ tiền và nhân tiền là một nghệ thuật để cho tài sản của ta ngày càng tăng. Và khi chúng ta mua bất cứ thứ gì, chúng ta không phải nhìn vào catalog và chúng ta mua những gì chúng ta thích để chúng ta hưởng thụ cuộc sống của ta và chúng ta có thể còn cho đi nữa. Vâng, và bây giờ đã là 9:07, Lan xin dừng lại live stream ở đây. Và sẽ có rất nhiều điều mới của UST. Và Lan xin tiếp tục được chia sẻ ở trong những buổi Zoom tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình nhé. Chào Đào Duy Hà, không biết là anh hay là em hay như gì, mà chào. Và Lan xin gửi lời yêu thương tới tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những buổi live stream tiếp theo. Xin chào. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.